Tôi ngồi bên đây. Yeah, thì rồi. Hello. Hello cả nhà. Hôm nay buổi chiều về là cả nhà mình cùng ăn một cái món bọt kho tự nấu. Chắc thời gian tới thì mình sẽ làm video về ẩm thực, cách nấu nướng mấy cái món ngon mỗi ngày. Cái đây là nấu xong rồi, bà xã nhà nấu xong mình chỉ về mình ăn thôi. Cho nên ngon quá là mình chia sẻ cuộc sống. Úi chà. Để hộp tiết xù xuống. Ngồi lại đi, đàng hoàng lại nè. Múc lên. Có tình đói bụng hả? Hai này đói bụng. Mùi của mình gắp cà rốt cho nữa nè. Múc cà rốt cho. Yeah. Rồi, cục thịt bò luôn. Đây nha. Yeah. Có tình thuận tay trái. Anh viết chữ con tay trái luôn. Anh biết từ chữ hai trái thì anh hơi bị ngược một chút. Bò kho ở nhà làm. Ở bên này đó thịt bò rồi những cái thứ này nó cũng không có đắt lắm. Nếu mà làm một cái nô xôn bò kho cũng mấy người ăn vậy, mấy 10 người không? Còn mấy tô đây chắc cũng 3 tô đấy hả? 3-4 tô. Còn hết tính ước lượng không bao nhiêu tiền? Thịt bò. Bò bắp đó hả? Bà bác bữa nay mua bà nè, mua răng bà. Còn bao nhiêu? Chắc 50-60 vậy á. 50-60 đô. Ừ. 50-60 đô. Thành răng nữa là bà bác. Ký không? Ký thịt bò. À, ký thịt. Ký thịt nạm. Hơn ký thịt nạm với là ký răng. Với là ký thịt cái đuôi cổ cái bà bác á. Ừ. Ra khoảng 50 đồng. Thì nói chung là ba cái đồ nêm rồi đồ hết chắc. Được cái xôn cũng lớn lắm á. Thì ăn được mấy lần rồi. Vậy là bữa sau là có nhiều fan, có nhiều anh chị mong muốn là mình Nhung nấu ăn, chia sẻ nấu ăn mấy món ngon ở bên này. Bữa nào làm nấu ăn nha. Mà nó có căn bản. Thì mình cứ nấu bình thường, mình thấy ngon mình nấu hơn. Vừa thấy mấy cái hôm mình có nấu đặc sản như là gì, bún riêu nè, lẩu bò nè, gì nữa ta, phở nè. Ngon, nấu ăn cũng ngon. Có khi mình chưa biết mấy món là mình học thêm. Bún riêu, bún bò, phở. Mình có muốn nướng cái gì, cà ri. Nhiều khi mình chuyển đề tài để mình được ăn ngon các bạn. Giờ này không có đề tài nấu ăn á. Cho ăn toàn là lá mồng tơi, bầu bí hơi sâu, ngán rồi. Nó lạc quá, ăn ngán này. Thỉnh thoảng ăn vui miệng thôi được. Cho nên mình chuyển qua đề tài ăn uống. Cuộc sống gia đình là quay quần nấu ăn rồi sau trong lại giường. Ngồi xếp bàn cho mấy mày nè, thấy không đấy? Xếp bàn lại nha, rồi. Đúng rồi. Chám đi. Chám đi. Thì cái chủ đề đó nó vui mà mình được ăn ngon hơn, thoải mái hơn. Có một tay làm sao mà xí bánh mì. Hơi gì hả? Này là anh làm quạng quá lắm. Đụng cái là anh to chuyện quá lắm. Hôm nay là ăn cái món bò kho. Đậm đà luôn. Đây. Đầy thịt luôn á. Mùi nóng lắm. Bên này ít không có mua thịt bát tại ăn ngán lắm. Có thịt gân hả? Thịt gân nó ngon ha. Gân của cái bát với là gân ấy với là nạm. Chấm đi. Ngon quá. Ngon quá. Ở bên này không?
người ta bán cũng nhiều. Ví dụ như những món ăn Hàn Quốc à, cũng cũng có món Hàn Quốc làm sẵn, Nhật Bản cũng có, Nhật Bản, Ấn Độ hay là Philippines cũng có hết á. À, mình thì lại là thuần Việt cho nên ăn mấy món ăn Việt Nam. Nhưng mà sắp tới là mình sẽ làm clip ẩm thực ăn uống đa văn hóa. Rồi cả nhà ủng hộ mình ha, mình chỉ làm cái đề tài đó. Nó vui hơn, nó kích thích mình hơn. Nhiều khi mình ăn một món lạ mới của một quốc gia nào khác, mình tò mò tới mấy, mình thấy mình hay hơn. Rồi lâu nay mình vì mọi người mình hay nói về cuộc sống Úc thì nó chán. Cho nên cái đó, nội dung đó thì chỉ những người mà thích đi qua bên Úc hay là đi qua bên này đi lao động để kiếm tiền hay là đi định cư thì mới quan tâm thôi. Còn mọi người đi coi xem giải trí hay là thích ẩm thực ăn uống mấy món lạ rồi đó thì không có xem. Cho nên mọi người thông cảm, mình sẽ bỏ đề tài cuộc sống ở Úc mà mình chuyển qua đề tài là ẩm thực giải trí rồi chuyện đời sống của mình ở bên này. Đó. Nhà mình có 4 người thôi. Năm 3 năm sau thì nhà mình anh sẽ lớn to cao hơn. Lý ra là hôm trước mình ăn ngồi trên bàn kia kìa, thì hai nhóc ngồi dưới cái bàn này ăn. Nhưng mà mình hai vợ chồng ngồi suy nghĩ thì mình thấy nó cũng hơi khiêu vắng cái không khí gia đình, cho nên mình tạo điều kiện mình ngồi lại như này để cho Út Trình với Andrew nó có cái không khí gia đình. Tại vì 5-10 năm sau mà nó lớn lên rồi đó, cái văn hóa mà gia đình, cái sinh hoạt gia đình mà không có đó, thì nó bắt đầu nó tự ăn một mình rồi nó làm gì thui thủi một mình, nó riết rồi tới lớn nó không có cái tình cảm gia đình, thì lỡ sau này mà nó buồn buồn nó đi nó đi là nó đi mất tiêu luôn. Đôi khi những cái khoảnh khắc gì bắt đầu nó ngồi nó nhớ cha nhớ mẹ, nó ngồi ăn chung gì thì nó cũng hay thôi. Con ăn bánh mì xong mới ăn các con. Ngon không Ở Trình? Ngon. À đúng rồi, đừng nên bả ra thêm. Ở Trình, ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Bữa nay anh ngồi ngon rồi nè. Hôm trước là anh ngồi phải có iPad, anh ngồi nhảy cho tưng cà tưng anh ngồi không được, bữa nay anh quen rồi. Đưa đây bên múc vô nha. Có Trình ăn miếng thịt nha. Dạ. Con ăn cà rốt luôn nè. Dạ. Đi học. Bữa nay đi học có ăn hết đồ. Miếng hả? Chưa có. Ủa sao vậy? Chưa kiểm tra. Nãy hỏi nó chưa. Nó ăn hết. Đây là miếng thịt. Wow. Nấm. Quá ngon luôn. Hồi nãy giờ không thấy xả. Ừ, cái đó. Nãy giờ con bỏ rau ăn. À. Quá ngon. Đây là rau vườn nhà của mình. Ngò gai. Bò kho mà có ngò gai là hết xả luôn. Tuyệt vời ra mặt trời. Nó rất là thơm. Gai với lợn quế này ăn. Nó ăn của bà kho. Yêu quế. Nhà mình nhưng mà đợt này lá yêu quế nó hơi nhỏ. Nhỏ nhưng mà nó thơm. Do bị thiếu nước thôi. Nó bị ai kêu rồi. Ai kêu rồi. Ok rồi. Ai kêu rồi. Nước là không có thiếu nhưng mà yêu quế mà lá lớn á là người ta tưới nước nhiều thì nó bị nhạt đi. Không phải, loại yêu quế lớn khác. Và lá lớn khác hả? Đây lá nhỏ hả? Một khao rồi. Vậy thôi sai. Một khao rồi. Yêu quế lớn khác. Nhưng mà ta lá nó thơm vào cái này. Ừ, cái lá này thấy thơm á. Quế thơm luôn. Đây là quế thái. Chính dây nhờn đúng.
ấm là nhâm nha. Mày cua chẳng lại. Chưới. Nãy giờ nó cũng bồng nắng. Quả. Bánh mì Việt Nam. Ở bên này lò bánh mì luôn, bánh mì y như Việt Nam luôn, không khác gì luôn. Bánh mì á. Đặc trưng đặc sản. Tại vì người Việt mà, người Việt hôm bên này là bánh mì. Bánh mì Việt Nam. Bánh mì Tây á. Nó làm không có thơm. Là bánh mì thiệt, bánh mì Việt Nam. Thơm bơ. Đi ra thì bánh mì hủi. Thơm. Tính ra Tây họ cũng thích, đặc trưng là món Việt Nam như là phở, là bánh mì. Nước đây đây, đem đây đây. Trời ơi. Trời ơi. Ngồi qua ngồi ở nhà. Ăn thêm bánh mì đi. Ôi trời ơi, xuống ăn thêm rồi con. Ăn thêm bây giờ cho mày chan nước nước kem. Ôi trời. Ăn thêm. Ăn xong rồi mình mới lấy nước kem cho con ăn ha. Anh trai ăn bỏ cái ruột. Mình ăn xong xong rồi chép tay áo rồi. Ăn đi. Ăn đi xong mày lấy nước kem. Bị củi á. Kệ nó đi. Bị củi gì? Bò bò bị đắp thì. Mặt sáng được. Nó không có chua với nó nữa. Cả nhà ăn hết tô rồi luôn á. Bây giờ thấy là phải mặn á. Thế bữa sau người ta sắp nuốt lại là phải mặn á. Nó hết tay rồi á. Không có lỡ được con. Nó nhúc vô hay bị xịt bụng á. Mà có nước vừa nó mới ngon. Không hiểu rồi sao nha. Cứ buổi sáng mà chưa ăn gì, ăn sáng bằng cái món bò kho là bụng mình bị sịt bụng. Dở cái này. Nếu là gia vị hay là cái gì của bò kho. Ở lúc mà còn ở Việt Nam mà chứ không phải bây giờ đâu. Em đi à. Thế ăn rồi con. Ngồi. Hai nhỏ giờ nó ăn chơi. Tôi ăn cho xong nè. Hai bôi. Ok, clip của mình tạm dừng ở đây. Cả nhà tự nhiên tan rã hết rồi. Để có cái này nè, anh Diều ơi. Ui, có nữa, xanh khít nè. Anh Diều. Có trên xanh khít. Xuống, nước ngọt mà dụ nó xuống được. Orange juice. Mommy, go eat you. Nè, em ơi. Để vô tìm. Ui, trời, mặt này léo liêm. Xanh khít. Từ từ, để anh khui. Khui được không? Lấy cái ly. Để cho ly đi. Hai đứa tự khui đi. À. Nè, nhai nốt đi. Nhai nốt. Ôi, để nước chua nè. Hai này nó thích uống cồn kè lắm. Ok. Uống cồn kè là nó uống chịu nổi đâu. Ăn đi. Hai đứa tự khui là được à? Ôi, chân khui. Để khui. Ở đây quay không được. Ráng. Cố lên, đầu đầy à. Lộn bên rồi. Đó. Mạnh. Yeah. Yeah. Rồi đỡ anh đổ ra. Đổ xin đổ ra. Đổ. Wow. Đổ. Rồi, ok. Đó. Rồi hát. Rồi cái ly đây, cái ly của nó. Là cái ly của Austin. Đó, đưa mày đổ thêm ra, ok. Ok. Sẽ em đi mặt cho. Nha, để đi uống được không? Ừ. Không uống đi. Mà... Thảo uống trước. Thank you. Thảo nó ngọt. À, Thảo. Thank you, Austin. Thank you, Austin. À, quá đẻ luôn. Thank you, Austin. Thank you, Austin. Mấy bữa trước đi làm gì xong trên đường gì á? Đói bụng á, ngồi nghỉ rồi.
bữa tuần trước hả? Không làm nó phở á. Làm giờ tự nhiên nó thèm phở. Định gì rồi mà mình nấu nồng phở ăn. Dù gì nhà thấy một cái thôn nước lèo phở thịt bò con nó nổi lên. Này đi đi chợ đi đâu chưa gì à, đi đón hai nhỏ chưa gì à, vô lấy chén tự múc luôn. Đời nó happy. Good. What is this? Send kit. What is this? Send kit to. What is this? Send kit to cookies. Ok, video của mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau cuộc sống của mình. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Anh nhiều bye bye.